Xin chào các bạn đến với video của mình. Hôm nay chúng ta sẽ nói về số điểm cực trị của hàm số chứa dấu giá trị tuyệt đối . Đến với phần đầu tiên, mình sẽ nói về hàm số có dạng y bằng trị đối của fx. Trước hết là mình sẽ nói về cách biến đổi đồ thị. Đầu tiên, giả sử ta có hàm số y bằng fx có đồ thị như sau. Để xác định số điểm cực trị của hàm số y bằng trị đối của fx, ta xác định bằng cách ta sẽ lấy đối xứng những phần đồ thị nằm ở phía bên dưới trục hoành, lấy đối xứng lên trên trục hoành, sau đó ta sẽ loại bỏ phần đồ thị nằm phía bên dưới trục hoành đi đây, và ta sẽ thu được đồ thị hàm số y bằng trị đối của fx là phần một đồ thị màu đỏ như thế này. Vậy thì từ đây ta sẽ rút ra được một vài nhận xét như sau. Thứ nhất, y bằng fx cách trục hoành tại một điểm như thế này, thì ta nhận thấy một điều rất rõ ràng rằng sau khi chúng ta vẽ đồ thị hàm số y bằng trị đối của fx thì nghiệm của phương trình fx bằng 0 đây, các cái điểm này đây, thì nó chính là các điểm cực trị của đồ thị hàm số y bằng trị đối của fx. Và các điểm cực trị của hàm số y bằng fx thì nó cũng sẽ trở thành các cái điểm cực trị mới của hàm số y bằng trị đối của fx như chúng ta thấy được. Vậy bây giờ mình gọi m là số điểm cực trị của hàm số fx và n là số nghiệm đơn, mình nhận trên rõ đây, nghiệm đơn của fx. Vậy số điểm cực trị của hàm số y bằng trị đối của fx là m cộng n. Nên một điều rất quan trọng, m cộng n. Ở đây mình gạch trên rõ từ nghiệm đơn, bởi vì chúng ta có một cái nhận xét như sau. Giả sử đây mình vẽ nhỏ bên đây thì hàm số fx ở đây nó tiếp xúc tại điểm này, ở đây là nghiệm kép, thì khi ta lấy trị tuyệt đối thì đây là điểm cực trị rồi, và đồng thời đây cũng là nghiệm kép thì nó sẽ không sinh ra điểm cực trị khác, bởi vì ta chỉ lấy đối xứng phần đồ thị nằm ở phía bên dưới của trục hoành, còn nếu như nó vẫn chưa vượt quá được trục hoành thì nó vẫn đứng yên ở đó, nên nó không thể nào tạo thành một điểm cực trị mới. Chúng ta phải lưu ý đây là số nghiệm đơn của phương trình fx bằng 0. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần 2, ta sẽ xếp hàm số y bằng f của trị đối của x. Cho hàm số y bằng fx có đồ thị như sau. Chúng ta xác định đồ thị hàm số y bằng f của trị đối của x bằng cách chúng ta sẽ giữ nguyên phần đồ thị nằm phía bên tay phải trục tung. Ta sẽ lấy đối xứng phần đồ thị đó qua bên trái trục tung. Và ở đây ta thu được đồ thị hàm số y bằng f của trị đối của x có màu đỏ. Đây, lưu ý hàm số gốc có một điểm cực trị âm và hai điểm cực trị dương, thì điểm cực trị âm phần đồ thị ở nằm phía bên tay trái trục tung bị loại bỏ đi, nên chúng ta không quan tâm đến điểm cực trị âm, chúng ta chỉ nói đến điểm cực trị dương. Thì hàm số có hai điểm cực trị dương, thì hai điểm cực trị dương này sẽ được lấy đối xứng ở bên tay trái trục tung, ta sẽ thu được hai điểm cực trị âm ở bên đây, và chúng ta sẽ nhận thêm được x bằng 0 là điểm cực trị. Vậy ta đưa ra kết luận như sau: m là số điểm cực trị dương của hàm số y bằng fx. Để ta sẽ suy ra được hàm số y bằng f của trị đối của x có 2m cộng 1 vượt trị. Đây, đây một nhận xét rất quan trọng. Hàm số y bằng f của trị đối x có 2m cộng 1 điểm cực trị. Với m là số điểm cực trị dương của hàm số y bằng fx.